cùng với các hoạt động tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập và giải phóng dân tộc trên thành phố Hà Nội. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Cầu Giấy đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh quận tổ chức chương trình Tiếp lửa truyền thống và có những hoạt động ý nghĩa thiết thực. Thông qua cuộc trò chuyện, giao lưu với thế hệ trẻ quận Cầu Giấy, các cựu chiến binh đã ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân ta trong kháng chiến, những đóng góp của thương binh liệt sĩ trong thời bình, cùng những mong muốn thế hệ trẻ sẽ tiếp nối truyền thống cách mạng, phát huy sức trẻ cống hiến cho đất nước. Biết ơn những công lao của các cựu chiến binh trong kháng chiến, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được các cấp, các ngành quận Cầu Giấy quan tâm. Tính đến nay, đã có hơn 40.000 lượt thương bệnh binh được thường xuyên thăm hỏi tặng quà với tổng số tiền trị giá 20,1 tỷ đồng. Hàng trăm mái ấm của gia đình chính sách là hội viên Hội Cựu chiến binh được sửa chữa nâng cấp, xây mới. 300 gia đình cựu chiến binh được vay vốn với tổng số tiền là 4,12 tỷ đồng. Nhân dịp này, quận Cầu Giấy đã trao 20 cuốn sổ tiết kiệm với tổng trị giá 20 triệu đồng tới các gia đình thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.